Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến dự và chỉ đạo cuộc họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều năm 2023. Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu, triển khai quán triệt thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng kịp thời, nghiêm túc, đạt chất lượng và đúng quy định. Đồng thời tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế tồn tại như tiến độ giải phóng mặt bằng cho một số dự án còn chậm, việc khai thác các đề án phát triển kinh tế đêm, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng so với lợi thế tiềm năng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy tổ chức đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu ở từng cơ quan đơn vị, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, để từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.